Warrant. 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 Succeed. 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 Voyage. 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 Disappear. Disappear. Trust. 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 Silk. Silk. Sanction. 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 Missing. 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 Column. 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 Exclusively. 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 Living. Immediate.
smooth. Cultivate. 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 Queen. Pork. Glass. Gloss. Realism. 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 Allow. 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 Gõ mõ tưng. Hết fan rồi, hết fan rồi. Đến chào các anh chị. Anh chị khỏe không nè? Lạnh quá. Khi các anh chị nghe tiếng mi nói không vậy? Nghe tiếng mi nói không vậy? Nghe, cảm ơn. Nghe lớn không? Nghe bự không? Nghe lớn không? Có cần hét lên không? Ok, let's start nè. Bắt đầu học nha. Hôm nay mình học gì nè? Lay for 40 minutes. Hôm nay mình học gì? Đúng là học ngữ pháp rồi. Nhưng mà học về cái gì? Để mở bài coi. Yeah, we've been learning the future, right? The future, right? Ngày số 9, số 9. Mình học tới cái tỳ thứ 9, right? The nine tenses of the nine tenses of work is, let me pause, speak on it. Future tense. Ah.
tense mình cũng có bốn thì phải không các anh chị? Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous, right? And so far mình học we learned the first, I mean the simple future last week, right? And we see, yeah, we're in the middle of the exercise of the future symbol, symbol future. Thì mình mở bài của mình ở đâu ta? Yes. Hồi tuần rồi mình làm bài tập phải không các anh chị? Phải không? Mình xong cái future, symbol future rồi. Giờ mình làm bài tập. Let me move this one and ngủ nướng đó, bởi vì vô trễ đó. Hòa tính 44 đồng 90, 44 đồng 90. Để tí mới kéo cái người này vô coi. What does he want? Ok. Let me Okay, can love. Can love ở đâu? Nếu ở bên Mỹ đó thì nó tính bao nhiêu là bao nhiêu. Còn nếu ở các quốc gia khác thì nó cộng thêm tiền phi nữa. Thuế đồ phi đồ tùm lum hết trơn á. Thành ra 39 đồng là 40 thì nó cộng thêm 4 đồng mấy tiền phi đó. Ok. Yeah, Japan hả? Thì nó cộng thêm mấy đồng tiền phi nữa đó. Chỉ có bên Mỹ đó thì nó nói bao nhiêu thì là bao nhiêu. Còn các quốc gia khác thì cộng thêm tiền thuế rồi tiền phi nữa. Thấy như vậy. Hello, hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Ok rồi, thôi bây giờ bắt đầu. Yes, cảm ơn. Rồi hôm nay trước khi mình qua cái thì thứ hai đó các anh chị. Before we move to the next one, we're going to reveal the symbol future, okay? Symbol future mình có ba cách để dùng phải không các anh chị? Có ba cách để dùng. Hoặc là mình dùng future symbol là will với chữ will, right? Hoặc là mình dùng cái be going to. I am going to see you. Đại khái như vậy cũng là sẽ luôn. Hoặc là mình dùng cái present tense. Present tense ví dụ nó là I'm seeing you cũng là sẽ luôn. Ok. Hôm nay mình nghe lớn rồi phải không? Do máy mình rồi còn gì nữa khỏi hỏi. Trần Vũ. Ai cũng nghe lớn mà có mình nghe nhỏ là tại cái ngón tay của mình đau á biết không? Tại ngón tay của mình đau á, nên mình rời chỗ nào cũng đau hết trơn. Có nghĩa là tại cái computer của mình á, nên mình đi room nào cũng nghe nhỏ hết trơn. Thế còn khóc nữa. Khóc gì, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Ok rồi bây giờ bắt đầu nha. Mình sẽ làm bài tập áp dụng ba thì này. You ready? Say yes đi. Rồi bắt đầu làm bài tập nha. Một là mình dùng chữ will, hai là mình dùng chữ be going to, ba là mình sẽ dùng cái present tense với động từ to be and the verb go with ing. Okay. Phải suy nghĩ cẩn thận nha. Nếu mà làm sai thì mày cười dữ lắm á. Nếu làm sai thì mày cười chọc quê ráng chịu nha. Ready? Go. You want to meet a friend for lunch. You phone her and say, what you do on Wednesday at 1 o'clock? Bà muốn gặp gặp một người bạn để ăn trưa. Bạn gọi điện thoại và nói, bạn làm gì? Mình phải dịch là bạn
sẽ làm gì ngày thứ tư lúc 1 giờ? Rồi làm đi các anh chị. What will you do? Hay là what are you going to do? Hay là what are you doing? So which one is right? Sao suy nghĩ lâu quá vậy? What will mà will you doing là sai nha. Cái động từ to be, nếu mà có, I mean cái động từ mà có ing, the word with the ing, have to go with to be. What are you doing? What are you going to do? What will you do? Are you going, what are you doing now? Okay, what can love mới vô room này với tụi mi phải không? Nói yes đi. Nói yes đi. Biết lắm mà. Ai mới vô học trong room này với tụi mi là trả lời trật lớp. Ai mới vô học trong room này với tụi mi là trả lời trật lớp, biết liền à. Còn trả lời chật á thì chỉ bị cười thôi, ok, cười chọc quê thôi. Còn mà học lâu rồi mà cũng trả lời chật đó thì cho 2 trứng hột vịt lộn, ok, cho 2 trứng hột vịt lộn. Ok các anh chị, ở đây đó nó có cho cái thời điểm không? Có cho cái thời điểm không? Hả? Có cho cái thời điểm không? Hả? Có là 1 o'clock. Right? Phải không? Và cái thời điểm Wednesday at 1 o'clock là cái thời điểm. Và các anh chị nghĩ cái thời điểm này gần hay là xa? Gần hay là xa? Theo các anh chị nghĩ gần hay là xa? Gần. Tại sao gần? Là tại vì thí dụ hôm nay là thứ hai, okay, hoặc là thứ ba. Chắc là hôm nay là thứ hai rồi đó, chứ không phải thứ ba. Nếu mà thứ ba nó nói tomorrow rồi, phải không? Hôm nay chắc chắn là thứ hai rồi, phải không? Hoặc là xa hơn chút xíu nữa là chủ nhật đi. Nhưng mà chủ nhật đâu có đi làm đâu, hỏi, phải không? Chắc hôm nay là thứ hai thì nó sẽ hỏi là thứ tư, phải không? Còn nếu mà thứ tư tuần tới thì nó sẽ nói là next week, Wednesday next week, phải không? Right? Nhưng mà nó không có nói next week thì có nghĩa là thứ tư tới này. Đó là cái thời điểm gần. Right? Nếu mà là thứ ba thì nó sẽ nói là yes, I mean tomorrow. Phải không? Mà nó đâu có nói tomorrow thì hôm nay thứ hai. Anyway, it is the close time, right? The close this simple future. So đây mình sẽ dùng cái gì các anh chị? Mình có cái thời điểm gần nè, phải không? Và cái chuyện này chưa xảy ra, ok? Thành ra mình không có dùng cái mà what are you doing now được, phải không? Thành ra đây mình sẽ dùng chữ, một là chữ will, I mean một là chữ một là present tense, simple present. Hai là be going to. Theo các anh chị nghĩ dùng cái nào? Dùng cái nào? Be going to hay là present tense? What are you doing on Wednesday at 1 o'clock? Yeah, cái be going to nó đúng hơn. Thật sự ra nó make a little bit, very little different. Thật sự ra nó không có make different gì mấy, nhưng mà mình dùng cái be going to nó có vẻ nó đúng hơn. Tại cái present tense đó, cái thời điểm nó cũng chưa có hẳn là gần lắm, phải không các anh chị? Nó còn cách 1 ngày là thứ ba, right? Đồng ý không nào?
không? Nếu mình nói what are you doing cũng được, okay, cũng được. Nhưng mà cái thời điểm nó cũng còn hơi xa, tại nó còn cách một ngày thứ ba. Nếu mà nó nói tomorrow đó thì mình what are you doing, okay? Yes, thì Tiểu My mới vừa nói đó, nếu dùng cái thì hiện tại tiếp diễn cũng được, nhưng mà hiện tại tiếp diễn thì mình phải dịch là sẽ chứ mình không có dịch là đang, ok? Để Tiểu My đánh hai câu ra cho các anh chị. What are you doing? Okay. And một câu nữa là I'm sorry, Miss Vera, right there. What are you going to do? Cả hai câu đều được, okay. Cả hai câu đều được. Nhưng mà cái what are you going to do thì nó có vẻ nó đúng hơn. Tại vì cái thời điểm nó cái thời điểm nếu mà mình dùng cái thì cái câu thứ nhất á, cái thời điểm nó cũng còn hơi xa, tại vì nó cách ngày thứ ba. Khi mà mình dùng cái present tense á, thì cái thời điểm càng gần càng tốt. Ví dụ nó tomorrow thì dùng cái what are you doing thì good, nhưng mà nó còn cách một ngày, nên mình dùng cái what are you going to do được. Tại cái what are you going to do thì nói một cái sự việc sẽ chắc chắn xảy ra và cái thời điểm gần hay xa không cần thiết. Right. Nhưng mà mình nói cái present tense thì nói một cái sự việc chắc chắn xảy ra và một cái thời điểm rất là gần. Các anh chị hiểu hai cách dùng phải không? Say yes đi. Rồi, cảm ơn. Nhớ nha, cái present tense phải dùng làm sao cái thời điểm rất là gần, okay? Còn cái be going to đó không cần gần xa gì cũng được hết trơn. Thời điểm vô có thể không để vô cũng được, okay? Rồi, cảm ơn. Bây giờ next one. I can see clearly that in 2 years' time, you meet someone special in your life, said the fortune teller. Tôi thấy rõ rằng trong vòng 2 năm nữa, bạn sẽ gặp một cái người rất là đặc biệt cho cái trong cái cuộc sống của bạn. À, cái người xem bói nói như vậy, đã nói như vậy. I will meet. I mean, you will meet. Đúng không các anh chị? You will meet. Đúng không? Very good. Tại sao các anh chị mà tại sao mình dùng will ở đây mà mình không có dùng là you going to meet hay là you are meeting? Tại sao? Hả? Anh chị trả lời đúng rồi đó, nhưng phải trả lời là tại sao? Yeah, đây là một cái sự mà một cái prediction, một cái guess, okay, không có cái dự định trước, phải không? It just express the idea of general prediction about the future, okay? And the prediction are guesses about what might happen in the future, right? Very good. Không ngờ các anh chị biết. Yeah, đây là một cái sự đoán thôi. Okay. Nhiều khi thầy bói nói trật lớp. Phải không các anh chị? Đấy, nói trật lớp. Bởi vì đố các anh chị tại sao mấy người thầy bói thường đeo mắt kiếng đen? Thường đeo mắt kiếng đen hả? Tại sao hả? Nói dối ăn tiền. Tại mấy người nói dối con mắt họ thường liếc qua liếc lại không?
mắt họ chạy tùm lum à, mắt họ quay tùm lum à, thành ra họ sợ người ta thấy á, nên họ đeo mắt kiến đen. Thế giờ con mắt láo liên á, những người nói dối con mắt thường láo liên à, thế thành ra họ phải đeo mắt kiến đen đặng cho mình đừng thấy, đúng không? Ok, tiếp tục nha, tiếp tục. I've decided I book a trip to the Caribbean islands for our honeymoon. I hate that. Cho các anh chị câu hỏi rồi, em in câu trả lời rồi. Okay, so forget that one then. Mừng quá, khỏi làm câu. Khỏi làm một câu. Next one nè. In the nearest future, it's likely that adventure holidays be limited to remote places on Earth. Trong một cái tương lai gần, những cái cuộc du lịch đó, cuộc du lịch trên những ngày lễ thì sẽ bị giới hạn. To remote places on Earth nghĩa là gì các anh chị? To remote places on Earth nghĩa là gì? Phải dịch, mình đọc mình phải hiểu nha. Các anh chị nghĩa là gì? Chứ những nơi xa xôi trên trái đất, những nơi xa xôi trên trái đất. To remote places. Những nơi xa xôi trên trái đất nghĩa là gì? Câu này nghĩa là gì? Nói chưa chưa rõ, ok, nói chưa rõ. Hôm nay mình mở cái sai ra lâu quá vậy ta. Anh chị nói đến chừng nào mà Tiểu My đồng ý mới được nha. Anh chị nói mà Tiểu My chưa hiểu là chưa được. Những người ok, wait a minute, để làm lại cái nên this is likely that the adventurous holiday limit, dĩ nhiên là động từ rồi. No, limit ở đây nó là sẽ là gì? Giới từ. I mean là gì? Tính từ, I'm sorry. Tính từ. Nó đến sau động từ to be thường thường nó sẽ là tính từ, phải không các anh chị? Phải không? Các anh chị chưa dịch câu này. Để kiếm cái từ điển tiếng Việt nó mất tiêu rồi ta. Remote nghĩa là gì? Từ điển hạn chế chế ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Limit là hạn chế. Ok, Vietnamese dictionary right here. Cái remote ở đây có nghĩa là limited to.
Remote ở đây là giới từ, là xa xôi, cách biệt, những cái nơi mà xa xôi, cách biệt. Okay. To be limited to. Yeah. Thành ra mình, nhiều khi mình phải hiểu nó đóng cái vai trò gì ở trong câu. And remote ở đây có nghĩa là giới từ, chứ không phải là động từ nha. Limit to là một cái động từ. Limit là hạn chế, sẽ bị hạn chế, phải không các anh chị? Ở đây nó ở cái thể là passive, phải không nào? Nó ở thể passive. Ra đây các anh chị dùng cái thì gì ở đây? Will be limited hay là are limited hay là are going to be limited? Which one is right? Will be, very good. Tại nó ở đây là cái thì bị động, cái câu bị động, cái câu passive, phải không? Right, thì ở đây mình sẽ dùng will be limited. That's really good. Thật sự cái câu này anh chị chưa đúng nhờ. Okay. Cái câu này chưa có đúng. Cái câu này mình phải dùng cái negative. Tại sao như vậy? Tại vì thế giới càng ngày càng văn minh, phải không? Càng ngày càng văn minh rồi. Hồi xưa mình đâu có dám đi qua Phi Châu đâu, bị muỗi nó ăn thịt, ý không nào? Xưa các em chỉ dám đi qua Phi Châu không? Không. Ở bển nó muỗi là những người da đen họ ăn thịt mình đó. Đồng ý không nào? Phải không? Hả? Giỡn hoài. Giỡn hoài. Hồi xưa không cần tiền á, giờ đi đâu cũng phải cần tiền. Thành ra cái câu này các anh chị sẽ phải dùng cái negative. Okay? Won't be. Right? Trong tương lai đó, cái cuộc du lịch đó không còn hạn chế ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh nữa. Won't be mới đúng. Không còn bị hạn chế ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh nữa. Tại giờ thế giới văn minh rồi. Right. Bây giờ những cái người Phi Châu họ hồi xưa đó, họ đâu có mặc quần áo đâu. Những người đàn bà Phi Châu họ không có mặc áo. Các anh chị đồng, các anh chị thấy không? Thiệt mà. Bây giờ là họ mặc áo hết trơn rồi. Nghĩa là thế giới, thiệt mà. Thế giới văn minh rồi, họ giờ họ biết rồi, họ phải biết giữ vệ sinh, họ phải biết cái thuần phong mỹ tục. Chị không biết điều này hả? Dở thì thôi. Ok nào, next one nào. Thôi nói một hồi chứ sao khoái lắm mà tưởng tượng xa hơn nữa. Muốn cái chết bây giờ. Ok, next one. Getting move around. Đồng ý không? Ở đây mình sẽ dùng cái negative nó hay hơn. I mean nó đúng hơn, nó đúng hơn. Chứ không phải nó hay hơn, nó đúng hơn. Rồi, tiếp tục. Đang học gì hả? Mình đang ôm lại cái future, simple future trong ba cách. Cách thứ nhất là mình dùng chữ will, cách thứ hai là mình dùng be going to, and cách thứ ba là mình dùng cái present continuous, không phải present simple present nha, mà là present continuous, động từ to be với lại the main verb with ing. Okay, next one.
câu này nha. Oh no, I've broken the vase. What I say? Oh no, tôi làm dở cái bình bông rồi. Tôi phải nói gì bây giờ? Vô học anh văn mà ngồi im đó. Vậy là tiêu rồi. What am I saying? Cái này nó có để cái thời điểm vô không? Đâu có để thời điểm vô đâu. Mà mình dùng cái thì khi mà mình dùng cái thì khi mà mình dùng cái thì mà present continuous, bắt buộc mình phải để thời điểm vô nha các anh chị. Không thôi mình sẽ lẫn lộn với cái thì simple present. Cái present lẫn lộn với thì hiện tại chứ không phải là tương lai. Các anh chị coi hai câu này. Đánh không đúng rồi. I am playing game. Một cái là đang diễn ra và một cái là chưa có diễn ra. Soon này nghĩa là very, phải để thêm very soon nữa. Một cái là mình nói là mình đang chơi game, okay? Trước mặt của người ta mình đang chơi game. Còn một cái là mình nói là tôi sẽ chơi game chút nữa. Nghĩa là cái thời điểm nó rất là gần. Chút nữa có nghĩa là tôi đang làm bài tập. Khi nào tôi làm bài tập xong tôi sẽ chơi game. Thế thành ra khi mà các anh chị dùng cái tương lai đó, future đó, thì mình phải để cái thời điểm vô. You have to state your time and very close time, very close time. Thế còn nếu mà mình không để thời điểm thì có nghĩa là mình đang làm cái chuyện đó. Rồi trở lại. Cái này mình sẽ dùng cái gì các anh chị? Mình nói là what? What? What what? What I what am I going to say? Hay là what will I say? Hay là what am I saying? What will? Ở đây mình có biết chắc chắn là mình phải nói gì phải không các anh chị? Phải không? Mình biết chắc chắn mình phải say something. I'm sorry. Hay là I do it in accidental. In accidentally. Đại khái như vậy. Xin lỗi, tôi chỉ lỡ tay làm dở thôi. Khái như vậy. Mình biết ở trong đầu mình phải nói something, phải không? Mặc dù mình chưa có biết là mình sẽ nói gì, nhưng mà bắt buộc mình phải nói something, phải không? Mình chỉ không biết là mình nói cái gì thôi. Có nghĩa là cái này mình phải biết trước là mình phải nói, chứ không thể nào mà mình không nói được. Và ở đây nó không có cái thời điểm nó không có để vô. Mình sẽ nói nhưng mà maybe ngày mai mình mới nói. Maybe tuần tới ba mẹ mình mới về. Phải không Ngân Trương? Cái thời điểm mình chưa có biết khi nào mình nói chuyện này. Mình đâu có cần nói liền đâu, tại ba mẹ đâu có nhà đâu.
Phải không, ngon chưa? Right? And ở đây nếu mà mình dùng không có dùng cái present continuous được thì mình sẽ dùng cái be going to. Đồng ý không các anh chị? Hồi im lặng á. Đồng ý không? Say yes đi. Phân biệt được ba cái rồi. Thấy không? Dạ, yeah, phải tưởng tượng mới được. Phải tưởng tượng mới được. Ok, coi lại câu nha. Coi lại câu nha. So câu chúng sẽ là what am I going to say to them? Tôi sẽ nói gì với ba mẹ bây giờ? So we going to express that something is a plan and express that I did a person intend to do it. Nghĩa là diễn tả một cái sự việc mà có cái plan, là mình phải, cái plan của mình là phải nói, phải không? Mình sẽ có cái dự định mình phải nói gì với ba mẹ của mình, phải không? Và có cái intent nữa là mình phải bắt buộc mình phải nói something, intent là bắt buộc. Okay? Chứ không thể mà mình im lặng được. Mình phải trả lời tại sao mình làm dở cái bình bom vậy. Okay, now next one. Jack, have a dinner party next Saturday. Jack, nó sẽ có buổi tiệc á, buổi ăn, buổi tiệc và buổi tối đó, buổi ăn tối á, buổi tiệc để ăn tối á, ngày thứ bảy kế. Thì dùng dùng cái thì gì các anh chị? Hôm nay mình phải làm hết cái bài tập này nha, để các anh chị nắm vững cái thì simple future ba cách, trong ba cách. Okay. Khi nào dùng will, khi nào dùng be going to, and khi nào dùng present continuous. Ở đây có thời điểm không các anh chị? Ở đây có thời điểm không? Có, right? Thời điểm gần không? Gần không? Gần. Thường thường á, nếu mà có cái thời điểm rõ ràng đó, các anh chị nên dùng cái present continuous. Còn nếu không có cái thời điểm rõ ràng, nhưng mà mình biết cái sự việc này đã plan rồi, đã chắc chắn sẽ phải làm rồi, nó có cái plan and có cái intention, nhưng mà không có cái thời điểm, thì mình mới dùng cái thì be going to. Okay. Còn cái gì mà không có chắc chắn thì mình dùng chữ will. Right. And đây mình sẽ dùng cái dùng thì gì? Chắc. I'm sorry. Chuck is having, okay? Chuck's having dinner, a dinner party next Saturday. Bởi vì bây giờ các anh chị thấy họ ít dùng chữ will lắm, mà họ thường dùng cái present continuous hay là họ dùng cái be going to nhiều hơn. Anh em, nhất là cái present continuous có nhiều người không có học rồi không biết. Ủa sao nói tương lai mà dùng cái thì hiện tại, phải không? I'm going to see her tomorrow. Hay là I'm seeing her tomorrow cũng đúng. Okay. Sao có cái chữ tomorrow mà không dùng chữ will? Là tại vì mình đọc có một cuốn sách thôi, mình phải đọc 10 cuốn sách mình mới dùng được cái chữ be going to hay là chữ hay là present continuous. Phải không các anh chị? So đây mình sẽ dùng cái gì? What we going to say to this one? Thí dụ như là hôm nay là Saturday thì next Saturday là very close. Right? Answer me please. Come here, huh? Is having, okay? Is having. Là đúng nhất, is having. Tại sao động từ to have đây có ing các anh chị? Thỉnh thoảng mình phải thử, đúng không? K
Khi mà Tiểu My thử là toàn là những cái gì các anh chị đã học rồi nha. Không bao giờ mà các anh chị không biết mà Tiểu My thử các anh chị đâu. Tại sao đây là cái động từ to have, mình thêm ing ở đây. Mình đâu có bao giờ mình nói I am having money đâu, phải không các anh chị? Mình đâu có nói như vậy đâu. Mình đâu có nói I am having money đâu. Nhưng mà tại sao đây mình nói là he is having a dinner. Yeah, ở đây nó sẽ là action. Very good. Nó không phải là, nó không phải là verb, không phải nói là, mình phải nói nó là action verb. Okay. Tại động từ to have ở đây có nghĩa là động từ to eat. Khi mà mình nói eat có nghĩa là mình thấy cái miệng họ nhấp nhấp nên nó là action. Okay. Angry tiger. Are you with me at the first time? You with me at the first time? Angry tiger mới vô room hôm nay phải không? Yeah, that's why. I can tell. Bây giờ Tiểu My cắt nghĩa lại trong ba cách dùng cho các anh chị mới vào nha. Các anh chị chưa từng học nha. Coi ba câu này nha. I am playing game soon. I will playing game soon. I am going to play game. Ba cách dùng, điều dịch là sẽ hết. Tôi sẽ play game một chút nữa. Tôi sẽ play game một chút nữa. Tôi sẽ play, tôi sẽ chơi game. Ba cái đều là. Oh, I'm sorry. Em playing chứ. Thank you for reminding me. Giờ lặp lại nha. Câu thứ hai, Tiểu My intend to say I will play game, okay? Chứ không phải I'm playing game. I will, sorry, play game soon. Đó là câu thứ hai, okay? Câu thứ ba là I am going to play game. Okay, ba câu này đều dịch là sẽ hết. Tôi sẽ chơi game chút nữa. Tôi sẽ chơi game chút nữa. Và tôi sẽ chơi game có thể là chút nữa. Nhưng mà mình không muốn để vô. Thì ba câu với ba trường hợp khác nhau. Ba câu đều có nghĩa là tôi sẽ chơi game chút nữa. Okay. Thì câu thứ nhất á, nói lên một cái sự việc chắc chắn nó sẽ xảy ra. Và xảy ra rất là gần. Ví dụ như là mình đang ngồi, mình đang làm bài đó mà mình muốn chơi game quá sức đi. Okay, quá sức đi. Thành ra mình nhất định làm bài xong mình sẽ chơi game liền. Thì mình dùng câu thứ nhất. I'm playing game soon. Right? Câu thứ hai có nghĩa là mình đang làm bài mà mình nghĩ ở trong đầu là sau khi làm bài rồi mình sẽ chơi game. Mình mới nghĩ vô trong đầu thôi. Okay. Tại thấy thằng em mình nó đang chơi game. Mình nhìn nó cái xong mình nói oh, I will play game soon. Nghĩa là câu thứ hai, nghĩa là mình cũng muốn chơi game mà cái ý nghĩ này nó mới vừa xảy ra trong đầu mình thôi. Chứ chưa có cái plan ở trong đó. Nó có cái intention nhưng mà nó chưa có cái plan. Nghĩa là nếu mà nó chưa có cái plan thì cái sự việc này chưa chắc gì nó xảy ra. Có nghĩa là sau khi làm bài rồi có thể mình đổi ý, mình không có chơi game, mình làm chuyện khác. Trong khi câu thứ nhất chắc chắn là sau khi làm bài mình sẽ chơi game. Các anh chị hiểu hai cái trường hợp đó, hai trường hợp này khác nhau chỗ nào rồi phải không? Trường hợp thứ ba, cái trường hợp này mình đang làm bài
Và mình nghĩ là mình nghĩ for sure là sau khi làm bài xong mình chơi game. Ok, nghĩa là mình không biết là mình làm khi nào mình mới làm bài xong. Còn câu thứ nhất là mình gần xong rồi đó, chắc chắn là mình gần xong rồi mình sẽ chơi game liền. Nhưng mà câu thứ ba thì cũng là chắc chắn là sau khi làm bài rồi mình sẽ chơi game. Nhưng mà câu thứ ba nó có cái thời điểm, nó không có mention lên cái thời điểm. Chưa chắc gì là nghĩa là cái vấn nó có cái plan rồi. Nhưng mà cái sự việc xảy ra khi nào mình chưa có biết. Có thể là sau khi làm bài xong rồi mẹ mình còn bắt mình quét nhà nữa. Nhưng mà quét nhà xong tôi cũng chơi game, nhất định là như vậy, nó có cái plan và có cái intention, nhưng mà cái thời điểm thì khi nào không có biết. Anh chị hiểu rồi phải không? Ba trường hợp là như vậy. Anh chị hiểu rồi phải không? Say yes đi, còn không hiểu thì nói nữa. Nói cho chết luôn. Chưa nữa hả? Ghét thì thôi á. Chưa hả? Nghe nói chị thấy không hiểu quá rồi kìa, đang hiểu quá rồi kìa. Chưa thì đợi chút xíu đi, đi lấy ly nước mới được. Rồi bây giờ hỏi thiệt nè, ok, hỏi thiệt nè, anh chị nào chưa hiểu đánh số 1 đi, nếu mà có nhiều số 1 thì Tiểu My nói lại. Anh chị nào chưa hiểu đánh số 1, hiểu rồi phải không? Trong room nhà không có bằng mắm số 0. Hiểu rồi phải không? Hùng Dũng chưa hiểu hả? Hùng Dũng chưa hiểu hả? Hùng Dũng chưa hiểu hả? Cái này làm cho Tiểu My nhớ cái bài mà Felix Others and Felix á. I think you're very big, but you're still my best friend. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Tôi tưởng là bạn bự con lắm á, bạn có thể giúp tôi được. Nhà đâu không có giúp tôi được. Anyway, bạn cũng là bạn tốt của tôi. Các anh chị nhớ cái bài đó không? Tưởng đâu Hùng Dũng bự con lắm á, Hùng Dũng thông minh lắm á, nhà đâu Hùng Dũng chậm tiêu. Câu đó có nghĩa là như vậy. Tướng đâu Hùng Dũng bự con, Hùng Dũng thông minh lắm á, nhà đâu Hùng Dũng chậm tiêu. Ok, bây giờ câu, bây giờ đánh lại ba câu nè. Ốp có thể post ra ba câu dùm Tiểu My được không? Giờ phải start over lại hả? Câu thứ nhất nè. I am playing game soon. Câu thứ hai nè. I will play game soon. Câu thứ ba nè. I am going to play game, to play game. Cả ba câu đều nói là tôi sẽ chơi game chút nữa. Câu thứ ba có chữ soon luôn, nhưng mà Tiểu My không muốn để vô. Các anh chị để vô chữ soon cũng được nha. Okay. Nhưng mà Tiểu My không muốn để vô, để nhấn mạnh coi trường hợp nào mình dùng câu thứ ba. Câu thứ nhất có nghĩa là kể câu chuyện nha. Cái người đó đang ngồi làm bài. Okay. Trước khi làm bài họ, cái người này đã dự định là làm bài xong sẽ chơi game. Thành ra người này sẽ nói câu thứ nhất.
Nghĩa là nhất định là như vậy. Mình muốn chơi game mà mẹ mình bắt mình làm bài, mình bắt mình làm bài rồi mới chơi. Thành ra làm bài gần xong rồi, thành ra nói là em thành ra sẽ nói là em lấy game soon. Nghĩa là wow, gần xong rồi. Mình sẽ chơi game, mình sẽ gần chơi game rồi. Đại khái đó là câu thứ nhất. Nó có cái plan rồi, mình đã dự định trước rồi, và mình có cái intention luôn rồi, là mình cố tình làm chuyện đó. Ok, đó là câu thứ nhất. Với một cái thời điểm rất là gần, nghĩa là mình gần xong, mình gần làm bài xong rồi. Đó là câu thứ nhất. Nó có ba cái luôn. Thành ra khi mà nói, các anh chị thường nghe người ta nói cái thì present continuous rất là nhiều, người ta không có dùng chữ will. Câu thứ hai, ai đó quên rồi, PSP gì đó, let's see. Ai đó quên rồi, cái nickname viết tắt đó. FPD. FPD hiểu rồi phải không? Với là Angry Tiger hiểu rồi phải không? Đó là câu thứ nhất. Ok. Đợi, có. Đợi, đợi tí xíu. Trả lời tiếng Mỹ trước đi. Hiểu câu thứ nhất rồi phải không? Hiểu cái câu này, khi nào nói câu này rồi phải không? Angry Tiger. Answer yes trước đi. Rồi tiếng Mỹ sẽ cách nghĩa cái câu của Angry. Nghĩa là cái present continuous nó vừa có cái plan, nó vừa có cái intention, nó vừa có cái thời điểm very close time nữa, nó vừa có cái thời điểm gần nữa. Ok, Angry Tiger trả lời câu này trước đi, hiểu rồi phải không? Bây giờ câu này, câu thứ hai, I will play game soon. Câu thứ hai này nó không có cái plan trước. Nó không có cái plan. Ok. Có nghĩa là mình không có dự định trước, mình đang làm bài và gần làm bài xong rồi mình thấy em mình nó đang chơi game. Ok. Mình nghĩ trong đầu, mình nhớ vừa nghĩ trong đầu thôi. Oh, he's playing game. So I will play game soon. Các anh chị hiểu câu này rồi phải không? Cái trường hợp thứ hai rồi phải không? Angry Tiger, answer me please. Rồi. Có nghĩa là câu thứ hai mình có cái intention nhưng mình không có cái plan. Ok, mình có cái intention and mình có cái time nhưng mà mình không có cái plan. Nghĩa là cái gì mà tự động mình giọt miệng mình nói ra, hay là mình mới vừa nghĩ ra thôi. Nên mình sẽ dùng chữ will. Ok. Rồi, bây giờ câu thứ ba. I am going to play game. Cái câu này nó có thể là một cái thời điểm rất là gần, hoặc là nó có thể là một cái thời điểm forever, mình không biết. Nhưng mà mình cũng nhất định làm chuyện này. Có nghĩa cái câu này cũng cái người đó đang ngồi làm bài. Ok. Và người đó sẽ nói ở trong đầu là I'm going to play game. Nếu mà để chữ soon thì cái thời điểm rất là gần. Nhưng mà nếu mà không để chữ soon thì có thể cái người này sau khi làm bài chơi game liền, hoặc là cái người này sau khi làm bài rồi còn làm chuyện khác nữa. Ví dụ như còn phải quét nhà, lau nhà gì đó, whatever, ấy nữa. Còn làm chuyện khác nữa rồi mới chơi game. Người này không có biết được mình sẽ chơi game khi nào, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ chơi game at least là trong ngày nay. I'm going to play game later, hay là soon, hay là one more hour, hay là an hour, đại khái như vậy. Đó là câu câu này. Nhưng mà nhất định là phải chơi game. Angry Tiger hiểu rồi phải không? Các anh chị hiểu hiểu khi mà mình dùng cái be going to thì nó có cái plan, ok, và nó có cái intention luôn, và nó có cái thời điểm luôn, nhưng mà không biết thời điểm khi nào. Nhưng mà bắt buộc nó cũng phải có cái plan và có cái intention.
trong khi có dùng chữ will thì nó chỉ có cái intention thôi, nó không có cái plan ở trong đó. Right? Quá hiểu luôn. Trả Linh hiểu là đúng rồi. Bây giờ trả lời câu hỏi, trả lời cái câu của Angry Tiger. Tại sao mình nói là it's going to rain? Phải không? Cái thắc mắc của Angry Tiger chỗ đó phải không? Tại sao nói là it's going to rain? Yes. Rain. Yes. Raining. Các anh chị ráng vô học với tiểu mi ok ngày thứ hai, ngày thứ ba. Các anh chị vô trễ quá, các anh chị miss nhiều chuyện rồi. Rồi các anh chị hỏi tiểu mi phải mất công lặp lời. Yes. Yes, raining soon. Soon. It is raining. It's going to rain. Ok, bốn câu này. Khi nào mình nói bốn câu này? It rains. Trời mưa. Là mình chỉ nói trỏng thôi, ok, không có để thời điểm. Cái câu này có nghĩa là trời đang mưa đó. Ok. Nhưng mà mình tại không có cái continuous tiếng mình dịch là trời mưa. Nhưng mà thật sự nó là đang mưa đó. Trong khi đó mình nói cái câu it's raining. Thì cái câu is raining nó nói rõ ràng hơn. Nó chỉ cái hành động đó, nó more action hơn. Thành ra khi mà các anh chị nói một cái sự việc gì đó, thì các anh chị nếu mà mình mệt mệt, mình làm biếng không? Mình đang buồn, mình đang bực, mình đang giận. How is it? How is the weather? It rains. Trả lời đại vậy đó. Okay. Chỉ nói trống vậy thôi. Còn khi mà mình khỏe khỏe đó thì mình nói it is raining, cho người ta biết trời đang mưa ở ngoài. Ok. Còn cái câu it is raining nhưng mà có chữ soon ở trong đó, thì cái it's raining ở trên là present tense, là cái sự việc nó đang xảy ra trước mặt, nó đang xảy ra. Trong khi đó mình nói it's raining soon, cái sự việc chưa xảy ra nhưng mà trời đó, ở ngoài trời đó, mặt mây nó đen thù lùi luôn á. Mây nó đen thù lùi, nó xuống thấp gần tới đụng cái đầu của mình á. Thì mình sẽ nói là it's raining soon, nghĩa là chắc chắn trời nó sẽ mưa, chắc chắn 100%, không thể nào mà không mưa được. Thì mình sẽ nói là it's raining soon. Ok. Chắc chắn 100% luôn. Nghĩa là trời nó nhỏ một hai giọt chưa hẳn là mưa đã khá như vậy. Còn câu thứ tư đó, mình biết là mây nó đen như vậy, nó xuống thấp rồi, nhưng mà mình chưa có biết là nó mưa chừng nào, nhưng mà mình biết chắc chắn nó sẽ mưa. Có thể là nó mưa một phút nữa, có thể nó mưa 5 phút nữa, có thể nó mưa 10 phút nữa, có thể mưa nửa tiếng nữa, okay, nhưng mà chắc chắn nó sẽ mưa. Đó là câu thứ tư, soon or later. Thành ra câu thứ tư nó cũng giống như câu thứ ba, nhưng mà cái thời điểm mình không có biết là khi nào. Có thể ngay lúc đó, hay là chẳng bao lâu nữa, có thể là sau đó 10 phút, 15 phút. Angry Tiger hiểu không? Tại vì mình nói cái trường hợp mà trời mưa đây nó hơi khó một chút xíu. Nhưng mà nếu mà mình nói trường hợp khác thì nó sẽ dễ hơn. Giống như trường hợp là I'm playing game vậy đó. Okay.
Em đi Tiger hiểu thì mình nói hơn hả? Hiểu không? I mean hiểu hiểu cái cách dùng rồi phải không? Nghĩa là cái be going to mình không cần để cái thời điểm vô. Ok. Nếu mà mình không có chắc chắn 100%, mình không cần để thời điểm vô, không có chắc chắn cái thời gian đó là bao lâu xảy ra thì mình không cần để thời điểm vô, nhưng mà cái sự việc này chắc chắn nó sẽ xảy ra. Ok. Rồi, any question? Ngân Trương hỏi gì? Ngân Trương muốn hỏi gì? Nếu không có câu hỏi nào nữa thì mình tiếp tục nha. Ngân Trương có hỏi không? I'm waiting for your question. Okay, next one. Rồi tiếp tục câu này nha. Tiếng Mỹ cắt nghĩa vậy là rất là rõ ràng mà các anh chị không làm được là dở. Thì bởi vì bởi vì khi mà mình học một cái đề tài gì đó thì mình phải đọc nhiều cuốn sách. Nhiều khi một cuốn sách nó nói chưa có đầy đủ. Thấy không? Ngân Chương đọc một cuốn sách phải không? Nhiều khi một cuốn sách nó nói không có đầy đủ. Ok. Mình đọc qua hai cuốn sách, nó cũng nói một cái vấn đề là I'm going to see thôi. Nhưng mà mình đọc qua cuốn sách thứ ba, nó nói ngoài ra khi mà mình nói I'm going to see, mình cũng có thể nói là I'm seeing được. Nếu mà cái thời điểm nó rất là gần, mình để cái thời điểm rất là gần vô. Okay. Thí dụ như là mình nói là lúc đó là 8 giờ. Okay. Có thể trong đầu mình, okay, có thể trong đầu mình sẽ làm cái chuyện, mình sẽ gặp cậu ta lúc 6 giờ chiều. Có phải là thời điểm nó xa không? Tùy theo cái câu chuyện mà mình đặt cái thì, cái cách dùng. Right? Cái câu mà I'm going to see him later today, có thể sáng mình ngủ dậy mình nghĩ về cái cậu ta, mình sẽ nói là I'm going to see him later today. Later là mấy giờ? Đâu có nói chính xác là mấy giờ đâu. Phải không? Cái này chưa có để cái thời điểm vô. Thành ra mình dùng cái be going to đúng. Later mình đâu có biết later là mấy giờ. Phải không? Right? Còn nếu mà mình nói I'm seeing him at 1 o'clock, tôi sẽ gặp cậu ta lúc 1 giờ, thì lúc đó là 11, 12 giờ rồi, mình mới nói là I'm seeing him at 1 o'clock. Ngân Chương hiểu hiểu kiểu mi không? Mình dùng cái be going to là mình không có biết cái thời điểm là bao lâu, cũng có thể là sát mà cũng có thể là xa, có thể là gần mà cũng có thể là xa. No, nói later today. Nếu thời gian cụ thể, tại sao không để cái thời điểm vô? Cụ thể là mấy giờ, tại sao không để vô luôn? Còn mình nói later today, nghĩa là trong đầu của mình là có cái thời gian nào nhưng mà chưa có biết. Later là mấy giờ? Nếu mà later là 1 giờ, 2 giờ, tại sao mình không có để rõ ràng vô luôn? Phải không? Nói tóm lại là tùy theo cái câu chuyện, okay? Tùy theo cái câu chuyện mà mình dùng cái continuous hay là mình dùng cái be going to đều được hết trơn. Nhưng mà ý nói khi mà mình dùng cái present continuous nên để cái thời điểm vô, bắt buộc phải nói là bắt buộc để cái thời điểm vô. Tại nếu không để cái thời điểm vô mình lộn với cái thì hiện tại là cái chuyện đó mình đang làm. Okay? Rồi Ngân Chương hiểu phải không? Cảm ơn. À, bây giờ làm câu này nha các anh chị. The children haven't eaten anything yet. Don't worry. I make them an omelette. Mấy đứa trẻ nó chưa ăn gì hết trơn á.
Ô vậy hả? Đừng lo, tôi sẽ làm cho nó trứng. Nên mình dùng chữ gì các anh chị? Yeah, very good. Ở đây mình sẽ dùng chữ will. Tại sao? Tại vì cái việc này mình mới vừa buộc miệng nói ra thôi, mình chưa có cái plan trước, mình chưa có biết trước, mình đâu có biết mấy đứa nhỏ nó đói đâu, đợi cho người ta nói ra mình mới biết, và đột phát thôi, đợi cho người ta nói ra mình mới biết, thành ra mình make cái decision right away, ngay lúc đó thôi, liền lập tức, chứ không có cái plan trước. Rồi các anh chị hiểu rồi đó. Okay, next one. Câu này nha. Unless he arrives soon, we go to the concert. Ngoại trừ mà cậu ta sẽ tới ngay. Em chỉ làm câu này đi. Unless này làm cho các anh chị ưa bị confused ấy. Will đúng rồi đó. Will đúng rồi đó. Nhưng mà các anh chị câu này các anh chị phải hiểu ngược lại. Very good. Bang mắm gì đó. Bang mắm. Các anh chị phải hiểu ngược lại. Okay. Khi mà các anh chị dùng chữ unless thì có nghĩa là không, không không trước không sau luôn. Ngoại trừ khi nào mà cậu ta tới thì chúng tôi sẽ đi chúng tôi sẽ đi dự cái buổi hòa nhạc. Ok. Có nghĩa là ngoại trừ khi nào mà cậu ta tới, ngoại trừ khi nào mà cậu ta tới, có này nhìn sao các anh chị hơi khó, có nghĩa là, có nghĩa là nếu mà cậu ta không có tới liền á, thì chúng ta sẽ không có đi, phải không các anh chị? Có nghĩa là cậu ta tới liền mới không đi. Câu này dịch dịch như vậy đó. Câu này dịch sao ta? Có nghĩa là cậu ta tới liền thì chúng ta đi. Còn nếu mà cậu ta không tới liền thì chúng ta không đi. Phải không? Anh chị dịch câu này đi. Để coi cái unless câu này hơi khó khắc nghĩa. Câu này nha. Unless you pay me a I you won't answer your question.
câu này để coi, không liên quan tới từ khi ta đến sớm, nếu không chúng ta sẽ không thể đi. Câu này nè, nó tựa tựa như câu này, nó tựa tựa như câu này nè. Rồi từ từ, từ từ. Unless you pay a dollar, pay me a dollar, I won't answer your question. No, no, no. Yeah, đúng rồi. Câu này, hai câu đều dịch là không hết nha các anh chị. Ngoài trừ, tại tiếng Việt mình nó hơi rắc rối. Ngoài trừ khi nào mà bạn không trả tôi một đồng, thì tôi sẽ không trả lời cái câu hỏi của bạn. Mình phải dịch ngược lại cái câu ở phía trước, mình phải dịch ngược lại như vậy. Khi nãy chị My nói ngược lại cái câu unless ở đây, mình phải ngay cái statement đó mình phải dịch là không. Khi mình không có dịch như là mình thấy, ngoại trừ cái câu này có nghĩa là như gì, ngoại trừ khi nào cái câu của chị My đó, từ cái câu đó mình sẽ dịch câu này. Ngoại trừ khi nào mà ông ta không có tới liền đó, thì chúng ta sẽ không đi qua nhà. Các anh chị hiểu rồi phải không? Mình phải dịch là không hết. Cái unless ở đây mình phải dịch là không. Ngoại trừ khi nào ông ta không tới liền á, chúng ta sẽ không đi hòa nhạc luôn. Nghĩa là ông ta tới liền thì mình đi, còn ông ta không tới liền thì mình cũng không đi luôn. Các anh chị phải hiểu như gì, cả hai câu đều là không hết. Ok, hiểu. Đó, chị mới nói như vậy để cho các anh chị khỏi bị confused. Các anh chị cứ nghĩ trong đầu không không hết là đúng. Ok. Để chị mới lặp lại cái câu của chị mới nha. Các anh chị hiểu rồi phải không? Cứ hiểu đơn giản như vậy thôi, không không hết. Chị mới ráng tìm một cái cách rất là đơn giản để cho các anh chị hiểu cái vấn đề chị mới đang nói. Ok. Như câu này cũng vậy. From now on, các anh chị cứ dịch như vậy. Ngoại trừ khi nào mà bạn không trả tôi một đồng, tôi sẽ không trả lời câu hỏi của bạn. Đồng ý không nào? Câu này nghĩa là như vậy đó. Nghĩa là nếu bạn trả tôi một đồng, tôi mới trả lời. Còn nếu mà bạn không trả tôi, thì tôi cũng không trả lời luôn. Anh chị thấy không? Hai cái mệnh đề mình đều dịch là không hết. Tại vì ở đây cái tiếng Việt của mình dịch ngoại trừ, nhưng mà cái câu này mình phải hiểu, nếu mà bạn không trả tôi một đồng thì tôi sẽ không trả lời câu hỏi của bạn luôn. Mình phải hiểu như vậy đó. Tại cái chữ unless làm cho mình confused. Dạ các anh chị thấy dễ rồi phải không? Unless you come, I won't. You, I won't go with them. Câu này đi, ok? Để mày bị chậm. Ngoài trừ khi, câu này mình phải dịch không không hết. Nếu mà bạn không tới thì tôi sẽ không đi với bạn. Okay, câu này có nghĩa là unless you come, I won't go with them. Nếu mà bạn không tới, tôi sẽ không đi với họ. Tôi chỉ đi với họ khi nào bạn tới thôi. Anh chị thấy rõ không? Mình hiểu như vậy thì nó dễ dễ hơn là mình cứ confuse cái chữ ngoại trừ tiếng Việt làm cho mình không hiểu what's going on. Đồng ý không nè? From now on, các anh chị thấy chữ unless phía trước thì cái phủ định ở phía sau. Có cái chữ unless thì mệnh đề phía trước là xác định, thì mệnh đề phía sau phải là phủ định. Ok. Ví dụ câu này, unless you won't come. Nữa, cứ chấm vậy. Unless you
xuống. Come. I go with them. Này thì lại ngược lại. Nếu mà bạn sẽ không tới, tôi sẽ đi với họ. Nếu mà bạn sẽ không tới, tôi sẽ tôi sẽ không đi với họ luôn, phải không? Anh chị còn confused không vậy? Câu này mình phải dịch ngược là nếu mà bạn sẽ tới thì tôi sẽ đi với họ. Nếu mà bạn không tới thì tôi sẽ không đi với họ. Okay. Nếu mà bạn sẽ tới thì tôi sẽ đi với họ. Nếu mà bạn không tới thì tôi sẽ không đi với họ. Nghĩa là câu trước á, có cái chữ unless thì mình không cần biết nữa là phủ định hay xác định, thì mình phải dịch ngược lại. Và hai cái mệnh đề phải giống nhau. Nếu không không, nếu có, nếu không thì phải không, nếu có thì phải có. Và cái mệnh đề unless á, thì mình phải dịch nó ngược lại. Ví dụ câu này mình sẽ dịch là nếu mà bạn không tới thì tôi sẽ đi với họ, tôi sẽ không đi với họ. Ok, confused. Giờ trở lại bài học cho rồi đi. No, no, not this one. Câu này trong bài nè. Câu ở đằng trước phủ định thì ở đằng sau phải xác định. Câu ở đằng trước xác định thì câu đằng sau phải phủ định. Thành ra câu này mình sẽ dịch là ngoại trừ khi nào mà bạn không tới, tôi sẽ không đi với họ. Phải dịch như vậy đó. Okay. Hay là ngoại trừ khi nào mà bạn tới, tôi sẽ đi với họ. Các anh chị hiểu rồi phải không? Thấy im lặng à. So đây là mình sẽ dùng cái negative. Okay? Negative. If I... Yes, nó đại khái nó như vậy đó. Unless he arrives soon, we won't go to the concert. Ở đây là một cái guess, phải không các anh chị? Một cái mà cái nó không có chắc chắn. Right. Nó chỉ có thể xảy ra như vậy thôi, chứ chưa có cái plan, đâu có biết là họ tới soon hay là không tới soon đâu, phải không? And it refer to the action may happen in future. Ok, mình sẽ có cái bài về conditional cho các anh chị nha, thì sẽ hiểu rõ hơn. Câu này nha các anh chị, câu này. I promise. Where are we? Yeah, I promise you I finish my homework on time next week. Tôi hứa với bạn. Này chắc nói với ông thầy quá. Con hứa với thầy là con sẽ xong cái bài làm của con đúng giờ, đúng cái thời điểm mà thầy muốn tuần tới. Đúng hẹn và đúng hẹn. Đúng hẹn.
am going to finish hay là I am finishing. I'm going to finish. Các anh chị nên nhớ nha, cái be going to. Nhiều khi mình để cái thời điểm vô cũng được, nhiều khi mình không để cũng được. Nhiều khi mình để thời điểm gần cũng được, nhiều khi mình để thời điểm xa cũng được, không có bắt buộc thời điểm phải gần hay xa. Okay. Còn cái present continuous thì bắt buộc cái thời điểm càng gần càng tốt. Tại nói cái sự việc chắc chắn xảy ra 100%. Ngay lập tức, ngay ngay tức thì sau đó. Chắc chắn cái sự việc sẽ xảy ra 100%. Không khi, trong khi đó cái be going to thì cái chữ sự việc cũng chắc chắn xảy ra nhưng mà chừng khoảng 80-90% là nhiều. Okay. Cho nên ở đây mình sẽ dùng cái gì? Yeah, be going to nó đúng hơn. Tại hứa next week, tại sao không phải là tomorrow? Không. Khi mà hứa là tuần tới là nó hơi xa rồi, tại sao không nói là tomorrow? Cho nó chắc ăn hơn. Đúng không các anh chị? Right. And ở đây mình nghĩa là cái hoặc là cái I'm going to I'm finishing hay là I'm going to finish. Nhưng mà ở đây đó cái promise này đó mình có plan trước không các anh chị? Hả? Mình có plan trước không? Nó có cái thời điểm thiệt nhưng mà có cái plan chưa? Cái plan chưa? Chưa. Mình mới giọt miệng mình nói với ổng là mình hứa với ổng thôi. Chưa. Mình đâu có nghĩ trong đầu trước là ổng rầy mình, phải không? Chưa. Chỉ giọt miệng mới nghĩ ra cái promise thôi. Mới giọt miệng nói thôi. Tại sao chưa xong bài để nộp vậy? Oh, I'm sorry, but I promise you. Phải không? Mình mới có nói mở mở miệng mình nói thôi chứ mình đâu có nghĩ trong đầu là mình hứa với ổng trước đâu. Anh chị đồng ý không? Phải không nè? Ổng rầy mình mới nói I promise you. Chứ trước đó mình đâu có promise ổng đâu. Trước đó mình đâu có biết là ổng rầy mình đâu mà mình promise. Phải không? Ai nói có rồi đó, wondering, đồng ý không nè? Hả? Hay là saru? Phải không? Yeah, wondering, say yes là được rồi. Các anh chị đồng ý không nè? Tất cả các anh chị khác đồng ý không nè? Ai chưa đồng ý thì cứ nói no, ok? Cái room này dân chủ, thì mình không có bắt buộc các anh chị nói yes đâu. Nói đến chừng nào mà các anh chị tâm phục khẩu phục thôi. Ok? Rồi, đồng ý rồi. Right? Mình mới giọt miệng mình promise với ổng thôi mà trước đó mình đâu có think about the promise thing đâu. So đây mình sẽ dùng chữ will. Okay, will finish. I promise I will finish my homework. And chữ will ở đây có nghĩa là có thể là mình promise đó nhưng mà mình hứa cuội. chưa chắc gì mà mình promise mà mình giữ cái promise của mình, phải không các anh chị? Tôi hứa với bạn tôi sẽ trả tiền cho bạn đúng ngày. Nhưng mà tới cái ngày đó mình không có tiền. Right? Phải không nè? Hả? And that chưa chắc gì promise. Thề còn chưa chắc gì đúng nữa, đừng có nói chuyện promise. Không tin đâu. Thề chưa chắc gì đúng nữa. I swear I will finish on time. Thề chưa chắc gì đúng nữa. Anh thề với em là anh sẽ yêu em suốt đời. Qua năm sau gặp cô khác quên mất cái lời thề luôn. Phải không các anh chị? Right. Hình năm những cái sự mà will hay promise gì chưa chắc xảy ra. Mà không có chắc chắn xảy ra thì mình sẽ dùng chữ will chứ không được dùng be going to hay là present continuous. Ok, câu này nha, câu này. Câu này. I take this letter to the post office when I go into town this afternoon. Tôi sẽ gửi cái thư này
Tôi sẽ, nghĩa là nói dịch là tôi sẽ gửi thư này. Okay. Chiều nay, I mean, gửi thư này khi mà tôi đi tới, tôi đi ở vô phố, tôi đi lên phố, chưa nói. Yeah, I'm going to. Okay. I'm going to take this letter to the post office when I go into town this afternoon. Very good. Okay, next one. Okay, câu này nha. I'm not quite sure yet, but we probably move to back. To back. Tôi không có chắc lắm. Tôi không, tôi chưa có chắc lắm. Nhưng mà chúng ta có thể move to back. Nghĩa là gì? Bác đây là một cái nhà composer, người nhạc sĩ á. Thế tại sao dùng negative vậy? Yeah, we will probably. Cái probably này mình để ở chính giữa will probably move hay là probably will move các anh chị? Probably này mình để ở đâu? But we probably will move hay là will probably move? Yeah, nhớ nha. Cái trợ động từ thường thường để sau, I mean, cái trạng từ thường thường để sau cái trợ động từ thứ nhất. Nhớ nha, để sau cái trợ động từ thứ nhất. Tại vì nhiều khi mình có hai ba cái trợ động từ đó. Ví dụ như là I it, it. Self been prepared it has been repaired Okay, như trường hợp này, it has been repaired. It, ở đây là cái ghế đi. The chair has been repaired. Thì giờ mình để cái chữ properly vô thì mình để ở đâu các anh chị? Nó có thể đã được sửa rồi. Để cái chữ properly ở đâu? Right. Các anh chị thấy không? Ở trong câu trường hợp này nó có cái hai cái trợ động từ là has been, right? Has been. Ngân chưa nghe tiếng mình nói là nó có cái hai cái trợ động từ là has been and động từ chánh là repaired. Okay? Thành ra mình sẽ để sau cái trợ động từ thứ nhất là mình phải để sau cái chữ has. Okay? Is has properly been repaired. Ngân chưa thấy chỗ này không? Ngân Trường, answer me, please. Thấy không? Ở đây mình sẽ để cái probably ở sau cái trợ động từ thứ nhất, which is has. Is has probably been repaired.
Replace cũng là trợ động từ, biến cũng là trợ động từ. Em chỉ có repair mới là động từ chánh. Okay. Trạng từ no. Vậy là Nguyễn Tươi chỉ có đọc một cuốn sách thôi, học một cuốn sách thôi. Trạng từ nó everywhere. Nó có thể đứng sau động từ, nó có thể đứng trước động từ, nó có thể đứng sau cùng luôn. Thế okay. Chứ không phải trạng từ lúc nào cũng đứng sau động từ hết trơn. Trạng từ thường thường nếu mà nó đứng sau á, phía sau á, có thể nó đứng phía sau câu cuối cùng câu để nhấn mạnh. Okay. Không tin thì đến chừng nào mình học tới cái bài trạng từ sẽ thấy. Okay. Trường hợp này rõ ràng nó đứng trước động từ mà, phải không? À, Nguyễn Tươi, đâu phải lúc nào nó cũng phải đứng sau động từ đâu. Khi trở lại bài tập, sau đây mình sẽ nói là but we will properly move to Bath, right? Now next one. Sao im lặng? Nguyễn Tươi đồng ý với Tiểu My hôm nào? Say yes đi. Với lại ai đó? Với lại hồi nãy ai đó? Hồi nãy I don't know. Okay, move to the next one. I'm sorry, we can't meet tomorrow. I see my therapist at 5 p.m. Xin lỗi, tôi không có thể gặp. Chúng tôi không có thể họp ngày mai. Tôi phải đi gặp bác sĩ. Therapist là bác sĩ gì các anh chị? Therapist là bác sĩ về về gì ta? Về xương cốt phải không? Therapist là bác sĩ về về y khoa là bác sĩ rồi. Nhưng mà chị bệnh gì? Therapist là tâm lý hả? Bác sĩ chuyên khoa hả? Don't think so. Therapist là kiếm có lộn, nhớ lộn không ta? Là bác sĩ gì? Psychologist. Bác sĩ gì? No. Therapist là bác sĩ gì? Ví dụ các anh chị đau nhức hay các anh chị bị tai nạn rồi, nếu mà Tiểu My không lầm, không nhớ lộn đó, tai nạn thì gặp bác sĩ đó, họ đâu phải trị liệu chung chung đâu. Let me open the dictionary. Nhiều khi Tiểu My nhớ mà các anh chị làm Tiểu My confused. Y học phép chữa bệnh hả? Nó mở từ điển tiếng Việt anh tiếng Anh coi. Bởi vì nhiều khi từ điển tiếng Việt tiếng bị confused. Mở từ điển tiếng Anh coi. Okay, it's right here. This one right here. Okay, right, yes. Okay, a person trained in the use physical method. Hit treatment in training or sick of wound, health or good, have been patient overcome physical defects. Yeah, a person trained in the use psychology method or have overcome psychological problem. Ở đây nói về bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ chữa về xương nè, wound nè, tai nạn nè, helping patient overcome physical defects nè,
Có nghĩa là physical là cái body đó. Okay. Skill on therapeutic. Skills on participant. Nó có hai nghĩa. Physical therapist. Yeah, a physical therapist. A person skilled in the participle type of therapy. A physical therapist. Therapist á, ví dụ, yeah, physical therapist. Các anh chị hiểu cái physical là gì chứ gì? Ví dụ như là mình đau nhức, mình đau xương, mình nhất là bị tai nạn đồ này kia đó, mình phải đi gặp therapist. Okay? Mình phải đi làm cái chuyện mà therapist, thì những cái ông therapist ông sẽ chữa cho mình. Okay? Physical therapist nghĩa là gì? Nó có hai nghĩa ở đây đó, từ điển nó có hai nghĩa. Okay? Một là nó dùng cái psychology để nó chữa bệnh, nghĩa là nó dùng theo cái phương pháp tâm lý chữa bệnh, cũng có nghĩa là chữa trị về cơ thể đó các anh chị, chữa trị về cơ thể đó, giống như Tiểu My mới nói rồi đó. Ví dụ mình bị tai nạn đồ này kia, mình vô mình gặp ông bác sĩ đó, ông có máy móc đồ này kia đủ thứ hết trơn đó, ông massage cho mình hay là ông dùng máy đó, ông đủ thứ hết trơn đó, nghĩa là mình đi therapist, phải phải không? Nghĩa là vật lý trị liệu. Thí dụ như là ok, bây giờ đại thái hiểu tạm là bác sĩ tâm lý cũng được, cái okay, psychology cũng được. Ok, so ở đây mình dùng chữ gì các anh chị? Dùng chữ will, be going to hay là present continuous? No. Trị liệu về cái gì? Trị liệu về cái gì? Nó có cái specialist ở trong đó. Trị liệu gì đặc biệt về cái gì? Ok, câu này các anh chị dùng cái loại, dùng cái cách nào hay nhất? Yeah, I am seeing, okay? I'm seeing là hay nhất. Tại vì nói cái thời điểm là ngày mai, rất là gần, vào lúc 5 giờ. Ok, I'm seeing. Ok, next one. Và sự việc này chắc chắn xảy ra. Cái gì vậy? What time is it now? It's 9:13. Now that he has moved into the bigger house, he made a swimming pool in his garden, and he saved for that for months. Bây giờ ông ta đã dọn vô một cái nhà lớn hơn, và ông ta xây cái hồ tắm ở trong cái vườn của ông ta, và ông ta đã để dành tiền rất là nhiều hàng tháng rồi. He saved ở đây có nghĩa là mình phải hiểu là ông ta để dành tiền rất là nhiều rồi để làm cái chuyện này hàng tháng, cả tháng trời rồi. Có nhiều khi mình không có cần lặp lại rõ nha. Thí dụ mình nói I pay her already. Có nghĩa là mình không có cần nói là I pay money to her. Mình không cần nói rõ như vậy. Mình nói I pay là hiểu rồi, là trả tiền. Save ở đây cũng nghĩa là save money, không cần nhắc lại. Đây mình dùng cái gì các anh chị? Dùng cái gì? Yes, ở đây mình sẽ dùng cái này. Nó có cái plan chưa Trần Vũ? Có cái plan chưa? Hả? Tại sao chưa? Tại sao chưa? Có rồi. Không có làm sao move vô cái nhà lớn hơn. He has moved. Okay, he has moved.
không có là sao sao vô cái nhà lớn hơn rồi, phải không? Vô cái nhà lớn hơn rồi, now là đã có rồi, right? Cười cười là biết sai rồi đó. Đàn ông mà cười đó là biết làm chuyện gì sai đó. Ok, trốn vợ đi gặp mèo. Ok, không có về ăn cơm tối, về cái sao vợ hỏi đi đâu mà giờ này mới về, tan sở 6 giờ, giờ này 8 giờ mới về, nói láo thì tốt tội. Ok, thành ra không nói láo, chỉ cười thôi. Chỉ cười thôi. Là biết liền á, phải. Ok, đàn ông mà cười là nghi ngờ. Sau đây mình sẽ dùng be going to, phải không các anh chị? Be going, đã có cái plan rồi. Ok, đã có cái plan rồi. Và nó không có cái thời điểm thì chắc chắn là có, đâu có chồng đâu có kinh nghiệm, thì chắc chắn là sự việc này sẽ xảy ra, mà không biết xảy ra khi nào thôi. Ok, không biết xảy ra khi nào thôi, thành ra mình dùng cái be going to là the best. Ok, he's going to make a screaming. Đấy, chứ mình không có dùng chữ will hay là dùng cái present continuous là he's making được, right? Okay, now next one. Cái này nha, nhớ nha. Cái continuous á, thì bắt buộc phải có thời điểm rõ ràng vô, và cái thời điểm càng gần càng tốt, và nó có cái plan, cái dự định trước, và có cái intention luôn, và bắt buộc phải làm. Trong khi đó cái be going to cũng giống y chang vậy, nhưng mà cái thời điểm không cần để vô, hoặc là sẽ xảy ra xa, hoặc là sẽ xảy ra gần. Mình để vô cũng được, mình không để vô cũng không sao. Ok, nhưng mà cái continue bắt buộc phải để vô, còn cái will là nó không có chắc chắn gì hết trơn, mình chỉ guess thôi, hay là mình giọt miệng mình nói thôi. Look out, the ladder fall. Coi chừng cái thang nó sẽ rơi, nó sẽ rớt. Mình dùng cái này đây, dùng gì các anh chị? Ở đây mình biết trước không? Mình sẽ biết cái mình tại sao mình nói câu này. Tại vì cái thang nó đang nhúc nhích hay nó đang gãy rồi, mà cái người mà bước lên chưa có biết, phải không? Phải không? Cái người bước lên chưa có biết, nhưng mà rõ ràng mình thấy cái thang nó đang nó sắp sửa nó rớt rồi, nó gãy rồi. Nó gãy nhưng mà nó chưa có, không có chưa thấy cái vết rẫy, hay là cái thang nó để xéo qua một bên, nó không có chắc chắn gì hết trơn, phải không? Hay là cái thang nó để xéo qua một bên mà mấy đứa nhỏ nó chạy tới chạy lui chung quanh cái thang đó, phải không? Thành ra mình sẽ nói câu này, look out, the ladder is going to fail, I mean to, yeah, to fall, phải không các anh chị? Phải không? Mình đâu có nói là will được. Will là mình không có biết, mình chỉ nghĩ thôi. Còn cái này trước mặt mình thấy rõ ràng như vậy. Bây giờ cho thí dụ khác. Các anh chị nhìn ra bầu trời thấy mây nó đen thùi lùi, nó xuống rất là thấp. Okay. Thì các anh chị sẽ nói là it will rain hay là it's going to rain? Hả? Các anh chị nhìn ra ngoài trời, các anh chị thấy mây nó đen thùi lùi và nó sẽ xuống rất là thấp. Thì mình sẽ nói yeah, it's going to rain, right? Chứ mình đâu có nói là it will rain đâu. Câu này cũng vậy luôn. Rõ ràng mình thấy cái thang nó xéo xẹo rồi, phải không? Xéo xẹo rồi. Thành ra mình biết chắc chắn là cái thang nó sẽ rớt xuống. Mấy đứa nhỏ nó chạy vòng vòng cái thang đó. Oh my. And then mình nói, look out, the ladder is going to fall. Mình biết chắc chắn cái thang nó sẽ rớt, như mấy đứa nhỏ nó cứ chạy tới chạy luôn, nó đụng cái là rớt liền. Nhưng mà mình không biết khi nào nó đụng, cái thời điểm mình chưa có biết, nhưng mà cái mình biết trước là nó sẽ rớt xuống.
Ở đây mình không có dùng cái is falling. Tại sao vậy Nguyễn Tươi? Tại sao vậy Nguyễn Tươi? Là tại vì nó không có cái thời điểm vô. Look out, the ladder is falling now. Thì được. Nó đang rơi xuống. Hay là look out, the ladder is falling soon. Thì được. Phải bắt buộc phải có cái thời điểm vô. Okay. Nếu mà mình dùng cái continuous. Nãy giờ các anh chị chưa nắm vững phải không? Chán thì thôi à. Câu này nha. Cái bài tập này rất quan trọng. Tại vì nhiều người không biết. Nhiều khi mình dùng cái present, cái thì present thế cho cái future cũng được, chứ không phải là không được. Tại sao bạn nói là I'm going to store soon. Tại sao nói như vậy? Hay là I'm going to see her tomorrow. Tại sao tomorrow mà không dùng chữ will? Có người hỏi như vậy. Okay, next one. I carried the box for you. They must be very heavy. I've carried the box for you. They must be very heavy. Yeah, đây sẽ là chữ will. Okay. Tại vì sự việc này mình mới vừa thấy và mình giọt miệng mình nói thôi. Không có cái plan trước. So I will carry the box for you. Ok, câu này nha. I'll be a pilot when I grow up. Tôi sẽ trở thành một phi công khi mà tôi lớn. Tôi nó có cái dự định chưa các anh chị? Hả? Định chưa? Nó có cái plan chưa? Say it, nó có cái plan chưa? Có chưa? Yeah. Nếu không có sao biết là mình sao muốn trở thành bác sĩ? I mean sao muốn trở thành phi công? Hả? Không có cái plan tại sao dám nói cái chữ mà a pilot? Nghĩa là mình đã dự định rồi. Okay. Mình đã dự định rồi. Còn will be là mình nghi ngờ thôi. Còn cái này rõ ràng là mình thích cái nghề phi công. Mình thích cái nghề phi công. Mình muốn như vậy. Okay. Mình muốn cái, khi mà cái ước muốn của mình là cái plan rồi. Còn gì nữa, phải không? Phải không các anh chị? Cái này nó có cái plan rồi. Okay. I am going to a pilot. Và khi nào thì mình chưa biết. Nhưng mà mình có cái plan và mình có cái intention rồi mình mới nói cả cái câu này. Các anh chị đồng ý không nào? Ví dụ nói là ồ, tôi sẽ trở thành bác sĩ. Mình trong đầu mình không có muốn học về bác sĩ hay là mình không có cái plan gì hết trơn mà mình nói ồ, tôi sẽ trở thành bác sĩ. Tại sao mình biết được? Phải không? Ít nhất á, là mình có cái plan, mình muốn cái sự việc đó mình mới nói ra. Phải không? Ở đây có cái plan rồi. Nhưng mà chỉ có chưa chắc là sẽ xảy ra khi nào mà thôi. Ở đây không phải là một cái guess. Okay? Đây không phải là một cái guess, một cái dự đoán mà đã có cái chưa, đã có cái ước muốn của mình rồi. Đã có cái plan rồi. Các anh chị chưa hiểu. I will be a nurse. In
that mission đi. Okay. Câu này nghĩa là gì? I will be a nurse in that mission. Câu này nghĩa là gì? Cái này có cái plan chưa? Chưa hẳn là có nha. Thí dụ như một cái mission là gì các anh chị? Thí dụ như một nhóm người đi qua một cái quốc gia làm cái chuyện gì đó, giúp đỡ người ta hay làm cái gì đó, công tác gì đó, một cái mission, okay? Và cái nhiệm vụ gì đó, và mình đó là một cái người y tá, okay? Mình là một cái người y tá, thì cái người đó hỏi what you will be in that mission. Oh, I think that I will be a nurse in that mission. Mình chưa có biết trước là cái vai trò của mình ở trong cái nhiệm vụ đó là cái gì, nhưng mà hiện bây giờ mình là y tá, thành ra mình nghĩ như vậy đó. I will be a nurse. That's what I think. Nghe anh chị? Nghĩa là khi mình dùng chữ will đó là mình chỉ mới vừa nghĩ ra, mình guess nó như vậy thôi, mình chưa có cái ước muốn hay là có cái dự định gì trước hết trơn á, nên là mình mới dùng chữ will. Còn cái câu ở trong cái bài tập, cái người đó đã có cái plan rồi, đây là một cái ước muốn của họ, thành ra họ mới nói ra, thấy không? Cái người này là một cậu bé, thí dụ như vậy đi, cậu ngồi đó cậu mơ mộng, I'm going to be a pilot, I'm going to be a pilot when I grow up. Các anh chị hiểu tỉ mỉ chỗ này không hả? Có từ when, đúng, hay đúng, tại vì có cái plan rồi, mình tại sao không nói là bác sĩ, tại sao không nói là I'm going to be a doctor, mà hay là tại sao không nói là I'm going to be a nurse, mà tại sao nói là pilot, là tại vì cái trong đầu cái người này muốn cái chuyện này, có cái plan rồi, thấy người ta lái máy bay, thấy ấy nó thích quá đi, nó I'm going to be, nghĩa là người này đã có cái plan rồi, nhất định sẽ học cái nghề phi công này, khi mà tôi lớn tôi sẽ trở thành phi công, nhất định như vậy. So, sẽ nói là I'm going, okay, I'm going to be a pilot when I grow up. Okay, next one. Câu này thì dễ rồi. Làm tới đây mà các anh chị còn confused. I'm hungry. Oh, I make you a sandwich. Tôi đói bụng rồi. Vậy hả? Tôi sẽ làm cho bạn một miếng bánh mì. Sandwich. Yeah, I will. Okay. Chỉ giọt miệng nói ra thôi. Đâu có biết trước cái người đó đói bụng đâu. Người ta mới vừa nói thôi. Câu này nha. Hy vọng làm hết bài tập này, các anh chị nắm vững ba cách. Oh darling, I love you so much. You marry me? Yeah, will you marry me? Phải không? Will you marry me? Okay, will you marry me? Nhờ có phim nhiều hả? Yeah. Có nhiều cái mình không có cần mà phải học để biết, mà do cái kinh nghiệm của mình. Okay. Chắc meet cho tomorrow afternoon.
là will you marry me? Is meaning. Thường thường có cái thời điểm các anh chị cứ dùng cái continuous để chỉ một cái sự việc, nghĩa là inquiry cái người đó biết là cái sự việc đó, an tâm đi, cái sự việc đó chắc chắn sẽ xảy ra. Okay. Các anh chị dùng cái is going to, be going to với lại present continuous thì cái present continuous nó hứa hẹn nhiều hơn. Okay. Nó hứa hẹn cái sự việc đó xảy ra nhiều hơn là cái be going to. Be going to thì mình không biết là xảy ra khi nào ngoại trừ để cái thời điểm vô. Thí dụ như là nói là I'm going to Vietnam. I'm going to Vietnam. Nếu không để thời điểm vô thì nó không có bằng cái câu là I'm going to Vietnam next week. Anh chị, trong khi đó cái be going to thì mình có thể để thời điểm xa cũng được, nhưng mà chỉ cái sự việc là chắc chắn mình sẽ phải làm chuyện đó. I'm going to Vietnam next year cũng được. Okay. Hay là I'm going to Vietnam anh chị coi câu này nha. Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? Một câu là present continuous, còn một câu là be going to. Tại sao mình hiểu cái câu ở trên là present continuous mà tại sao cái câu ở dưới là be going to? Các anh chị hiểu không? Nhưng mà tại sao các anh chị biết cái câu ở trên cái cách dùng đó là present continuous, nó cũng viết giống nhau mà, phải không? Tại sao cái câu ok để chúng mình lặp lại nha. Các anh chị hiểu cái what is my point, do you know that? Để chúng mình lặp lại hai câu nha. Okay. Hai câu này giống nhau phải không? Chỉ khác cái thời điểm thôi, nhưng mà cái động từ đó I'm going to Vietnam, I'm going to Vietnam. Nhưng mà câu ở phía trên đó nó là present continuous. Trong khi đó câu ở dưới là be going to. Phải không nào? Các anh chị hiểu cái điểm thì mình nói không? Câu ở phía trên nó là present continuous, câu ở phía dưới nó là be going to. Giờ TV mi viết ra nè. Không hiểu lắm. Yes, that's why I want you to say I'm going to. Yeah, TV mi biết anh chị chưa có hiểu TV mi nói gì. Vietnam next week. Okay, đây là câu phía trên. Câu phía dưới nếu mà viết ra đúng be going to thì các anh chị phải viết như vậy nè. I am going to go to, I'm going to go to Vietnam in 3 more years.
Sorry. Đó, câu ở phía dưới. Nếu là be going to, mình phải viết như vậy, phải không? I be going to, right? Rồi mới tới go to Vietnam in 3 years, phải không? Đồng ý không nào? Okay. Yes, đó, thinking minking. Đó, câu ở phía dưới nếu viết đúng á, là như vậy. Là be going to, nếu mình dùng cái be going to. Đáng chị đồng ý không nào? I am going to go to Vietnam, right? Đồng ý không nào? Các chị hiểu tới đây rồi phải không? Phải không? Tại sao câu thứ hai Tiểu My nói câu thứ hai nó là be going to là như vậy đó. Yeah. Right. Nhưng mà trong cái luật các anh chị nhớ không? Cái động từ to go and động từ to come mình không được lặp lại, mình không có được dùng cái be going to để mình lặp lại. Mình không có được lặp lại cái động từ to go. Và cái động từ to come mình không được dùng cái be going to. Thành ra thay vì người ta nói I am going to go to Vietnam, đây là nói cà lâm. Ok, các anh chị không có được nói như vậy. Nói như vậy là lặp lại có nghĩa là cà lâm. I'm going to go to Vietnam. Right? Thành ra với cái động từ to go như vậy, mình không lặp lại cái chữ go nữa. Mình chỉ nói thẳng luôn. I am going to Vietnam. Ok. Thành ra câu thứ hai đó, nó là ở cái thể là be going to. Tại vì nó cái thời điểm nó xa. Ok. Còn cái câu thứ nhất á, nó sẽ ở cái thể present continuous. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Câu thứ nhất mình sẽ nói nó là I misspell right there. Nó sẽ ở cái thể là present continuous. Trong khi đó câu thứ hai cũng viết y chang như vậy, nhưng mà nó ở cái thể be going to. Tại vì cái thời điểm nó xa. Anh chị hiểu rồi phải không? Right. Chị hiểu Timmy rồi phải không? Thành ra một cái là mình biết nó là present continuous, tại vì cái thời gian nó rất là gần. Còn một cái mình biết nó là be going to, tại cái thời gian nó xa. Mà tại vì mình không có lặp lại cái chữ go một lần nữa, đó là cái luật. Okay? Không ai nói I'm going to go to the market. Không ai nói như vậy mà người ta nói I'm going to the market. Động từ to come cũng vậy. Không ai nói I am going to come to your house. Không ai nói như vậy hết. Nghĩa là going có nghĩa là come rồi. Đây người ta sẽ nói là I am coming, okay, to your house. Các anh chị hiểu rồi phải không? Cái động từ to come mình không có nói là I'm going to come cũng có nghĩa là cả lâm luôn á. Okay. Đặc biệt hai cái động từ to go and động từ to come là nó như vậy. Hay là câu này I'm coming, I am coming to your house, to your house. Next week. Là next Monday. I'm coming to your house soon. Đây là present continuous. I mean present continuous. Còn I'm coming to your house next month
miss the house. Có nghĩa là be going to. Một cái gần, một cái xa. Thì cái gần là continuous. Còn cái xa là gì? Cái xa là be going to. Ok, next one nha các anh chị. Mình làm lẹ lẹ cho hết giờ luôn. Mình còn chừng khoảng 10 câu nữa. Ok. I think he'd be very successful. Tôi nghĩ là ông ta rất là thành công. Yeah, đây chỉ là một cái prediction mà thôi. Right? Express the idea of general prediction about the future. Ok, câu này nha, câu kế. Miss the P. P-R-E. D-I-C-T-I-O-N. Câu này nha. When you visit me next year. Next year. Khi nào mà bạn sẽ thăm tôi năm tới vậy? Yes, nó có cái plan rồi. Mình mới hỏi câu này phải không? Yeah. When are you going to visit me next year? Very good. When are you? Okay, next one. As soon as she arrives in Dallas, she gives you a call. Khi mà cô ta tới Dallas á, thì cô ta sẽ gọi cho bạn. Yeah, she will give you, right? She will give you. Ở cái đây mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Phải không? Cái này là cái ý nghĩ của mình thôi, chứ đâu phải là ý nghĩ của cô ta đâu. Phải không? Mình chỉ đoán như vậy thôi. This is just a guess hay là suggestion. Đây chỉ là một cái suggestion thôi. Okay. Suggestion that a speaker will do something that kind of vậy. Cái gì mà nó không chắc chắn thì mình dùng will. Who do you think win the next national election? Ai bạn nghĩ là sẽ thắng cái cuộc bầu cử quốc gia gì đó, có gì đi. Yeah, will, right? Chưa có biết, mình chỉ hỏi thôi. So it's express the idea of general prediction, right, about the future. One more time. Okay, I think this is the last one. We fly to Texas next week for a meeting with the advisory board. Yeah, I'm going to. Nếu mà next week mà xa đó. Okay, next week mà xa đó. Có thể next week cũng gần nha các anh chị. Nhưng mà ở đây mình kể là xa. Advisory board là gì là gì ta? Hôm bữa có ai dịch cái này hay đó, cái gì mà advisory là cố vấn. Dạ, cố vấn, trong cái ban cố vấn. Trong cái ban cố vấn. À, cái này là mình học theo cái luật. Nhưng mà mình nói ra đó, mình dùng cái
À, cái cách khác nhau là tùy theo cái câu chuyện. Ví dụ người đó nói là I'm going to Vietnam next week, là biết là cái người đó nói cô ta sẽ đi về Việt Nam rất là gần, một thời gian rất là gần. Còn ví dụ nói là I'm going to Vietnam, chỉ nói khơi khơi như vậy, thì mình không biết là cái người đó sẽ đi về Việt Nam chừng nào mới đi về. Đại khái như vậy. Thành ra cái be going to đó cũng chỉ một cái plan, là cái một cái sự việc mình đã dự định như vậy, và một cái intention là một cái sự việc mình đã dự định và mình nhất định làm như vậy. Ok, còn cái thời gian đó, cái thời điểm á, cái time mình để vô cũng được, không để vô cũng được. Còn nếu mà cái thì mà present continuous á, bắt buộc mình phải để thời điểm vô, không thôi nó lẫn lộn với cái thì hiện tại đơn, cái thì present continuous chứ không phải là tương lai. Thí dụ mình nói là I'm playing game thì hiểu nó đó là hiện tại. Còn nó I'm playing game soon thì hiểu đó là tương lai, một cái đang xảy ra và một cái sẽ xảy ra. Hội đồng dịch yeah, hội đồng cố vấn là hay nhất á, cái mình ghi trong bài. Okay. Này kia bằng có qua có lợi mới tội lòng nhau. Rồi, and that's it. Bây giờ các anh chị nắm vững ba cách dùng chưa? Các chị nắm vững chưa? Answer yes please, please. Nắm vững chưa hay là chưa? Nắm vững rồi phải không? Chưa thì tuần tới sẽ làm bài tập nữa. Tạm tạm hả? Trời ơi, học 6 tiếng đồng hồ rồi. Giờ trước khi nghỉ còn 15 phút chị mới nói lại cho các anh chị nè. 8 K grams. 8 Training. Okay. Dạ, 9 tiếng rồi mà chưa nắm vững. 8 Haze Rain. Okay. Giờ ôn lại hết mấy cái thì mình đang học nè. Okay. Haze Been Raining. Okay. Yes. Yes. Còn thi gì nữa? K-8 is raining soon. K-8 rain. Yes. It had been random. Yes, had rain. For 2 hours. Yes, had rain. It had been raining for 2 hours. Đó, đây là tất cả những cái thì mình đã học rồi. Yes. Còn thiếu cái nữa. Yes. Going to rain. Đó. Bây giờ đầu tiên, okay, it ran. Khi nào mình nói trường hợp này,
Giờ cắt nghĩa lại hết cho các anh chị những cái gì mình đã học qua rồi. Cắt thì mình đã học qua rồi. Khi nào mình nói trường hợp này, giờ bốn thì hiện tại trước nào. It rains là khi mà mình nói trỏng thôi, ok, không có, thế là mình mệt mỏi á, mình không muốn nói nhiều á, biết không? Ok, yeah, mệt mỏi mình không muốn nói nhiều. How's the weather? How's your weather? How the sweat is? It rains. Ok, trả lời trỏng thôi. Đó là thì thứ nhất. It's raining. Ok, là mình nói rõ cho người ta biết. Cái it rains đó là chỉ nói là trời mưa thôi, không có nói rõ là mưa khi nào, mưa lúc nào, mưa bao lâu rồi. Ok, nhưng là mình chỉ cho người ta biết trời mưa thôi. Cái này thì mình nói rõ hơn cái thì thứ nhất một chút xíu, là cho người ta biết trời ở ngoài đang mưa đó, nhưng mà cũng không cho người ta biết là mưa hồi nào, mưa lúc nào, khi nào chấm dứt. Ok, chỉ nói là nhớ rõ hơn một chút xíu thôi. Ok, và nói một cái phát thôi, cái dữ kiện nó đang xảy ra thôi. Ok, rồi cái thì thứ ba. It's haze rain. Cái thì này đó thì nói rõ hơn một chút xíu nữa, ý là nói trời đã và đang mưa rồi. Trời đã và đang mưa ở ngoài kia kìa. Đã và đang mưa, nghĩa là mình nói rõ hơn một chút xíu nữa, nghĩa là nó có cái quá khứ ở trong đó và nó đang tiếp diễn tới hiện tại luôn. Còn cái thì, hai cái thì trên nó không có nói gì quá khứ, mà mình chỉ hiểu nó đang xảy ra trước mặt đó. Thế rồi cái nữa cũng là it's hate rain for 3 hours. Cái này mình nói rõ hơn một chút xíu nữa, mình để cái thời điểm vô. Nhưng mà cái điểm này ở chỗ này đó là nó sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa hay không, mình không biết. Nhớ điều này nha các anh chị. Nó đã và đang mưa nè, nhưng mà có thể nó chấm dứt một phút sau nữa là nó chấm dứt rồi, hay là chừng 10 phút nữa nó chấm dứt. Mình không biết khi nào nó chấm dứt. Ok, nghĩa là cái thời điểm nó khi nào nó chấm dứt mình không có biết được. Có thể nó chấm dứt một phút sau. Ok, hay là 5 phút sau, 10 phút sau, mình không có biết được. Ok, rồi các anh chị coi câu này. It's haze, been raining for 3 hours. Nó cũng giống như câu trên, nhưng mà khi nào các anh chị dùng cái thì này thì các anh chị biết là nó còn mưa dài dài, lâu lắm nó mới hết mưa. For sure là nó vẫn còn tiếp tục mưa, tại trời vẫn còn đen thùi lùi, nó vẫn còn mưa dài dài. For sure nó nhấn mạnh, nó emphasis cái continuous ở đây. Anh chị hiểu rồi phải không? Cái ở trên đó mình nó mưa 3 tiếng rồi. Ok, nhưng mà trời nó đã sáng rồi hay là gì đó. Ok, thành ra mình biết là không biết chừng nào nó chấm dứt, nhưng mà trong đầu mình nghĩ là có thể nó sẽ chấm dứt soon, có thể như vậy thôi, nhưng mà chưa chắc. Nhưng mà ở câu ở phía dưới mình for sure là nó vẫn còn mưa, còn lâu lắm mới tạnh mưa, tại vì mặt, tại vì mây nó còn đen dữ lắm. Nghĩa là nó nhấn mạnh cái continuous ở đây. Anh chị hiểu rồi phải không? Right. Answer me đi please. Right. Okay, mưa miết, mưa hoài thôi. Bên Việt Nam có thể mưa từ sáng tới chiều luôn á, right. Ok, rồi đó là bốn thì hiện tại. Bây giờ qua bốn thì quá khứ. It's rain. Okay. Yeah, mưa cả tháng luôn. Khi mà mình nói it's rain, nghĩa là chỉ nói trỏng trỏng thôi, trời đã mưa rồi. Hiện bây giờ nó hết mưa rồi nha. Mình chỉ nói trỏng thôi, không có nói là trời đã mưa trong vòng bao lâu và bắt đầu mưa lúc nào.
cái sự việc này đã chấm dứt rồi, nhưng mà chỉ nói trỏng thôi. Okay. Someone calling me. Okay, tiếp tục nha. Đó là simple past. Bây giờ tới past continuous. Nhạc Ấn Độ mà viết theo tiếng Mỹ. Cái điệu nhạc Ấn Độ, nhưng cái bài nhạc của Mỹ, cái bài nhạc bằng tiếng Mỹ mà nó viết theo cái điệu nhạc Ấn Độ. Nghe hay không các anh chị? Nghe hay không? Nhạc Ấn Độ hay lắm đó các anh chị. Nhạc Ấn Độ hay lắm đó. Cái điệu nhạc là tiếng, là của điệu nhạc Ấn Độ, nhưng mà cái bài nhạc đó thì viết tiếng Mỹ, bằng tiếng Mỹ. Ok. Rồi bây giờ coi câu này nha. It was raining. Ok, let me spell right there. I like that song. I mean, I like, yeah, that song. It was raining when I came. Câu này ok, nói một cái, nói là trời đã đang mưa, ok, khi mà tôi tới đó. When I came there. Trời đã đang mưa, nghĩa là cái sự việc này đã chấm dứt hẳn rồi, nhưng mà nó đã xảy ra, nó đã và đang xảy ra ở quá khứ. Thành ra cái quá khứ, thường thường quá khứ là mình kể lại, hầu như là mình kể lại thôi. Ok, kể lại cái sự việc đó thôi. Trời đã đang mưa đó, khi mà tôi tới đó trời đã đang mưa, và không có nói cho mình biết là trời mưa đã và đang mưa bao lâu rồi, và đã bắt đầu mưa hồi nào, và khi nào nó đã chấm dứt, nó không có nói cho mình biết. Ok, đó là thì past continuous, right? Bây giờ is, bây giờ qua perfect, right? It had rained for 3 hours when I came. Thì nói cái sự việc này nó đã và đang xảy ra 3 tiếng trước khi rồi, khi mà tôi tới nó đã và đang xảy ra 3 tiếng rồi. Nó nói rõ hơn phải không các anh chị? Cái perfect nó có cái continuous ở trong, mình phải hiểu ngầm nó có cái continuous ở trong. Nghĩa là câu này nó khác câu ở trên cái là nó nói rõ hơn. Ok. Nó nói rõ hơn trong biết là trời mưa đã 3 tiếng rồi khi mà tôi tới. Còn câu ở trên nó chỉ nói là trời mưa đang đã và đang xảy ra mà thôi. Nghĩa là cái mình càng để vô chi tiết thì nó càng rõ hơn, và mình dùng cái thì càng rắc rối thì nó càng rõ hơn, phải không các anh chị? Rồi bây giờ câu này, it had been raining for 3 hours when I came. When I came. Câu này nó còn rõ hơn nữa, và nó nhấn mạnh sau đó trời vẫn còn tiếp tục xảy ra. Nhớ nha các anh chị, nó nhấn mạnh cái continuous ở đây. Trời đã, cái I misspell chỗ chữ ít nha. Trời đã và đang mưa
3 tiếng rồi, khi mà tôi tới trời đã và đang mưa 3 tiếng rồi và trời nó vẫn còn mưa dài dài. Sau đó mình phải hiểu như vậy đó, nó nhấn mạnh cái continuous ở đây. Biết không, hôm đó đó trời mưa cả ngày luôn á. Khi mà tôi tới đó trời đã mưa 3 tiếng rồi. Đó, cái câu này nghĩa là như vậy đó. Ok. Và mình chỉ kể lại thôi, mình kể lại thôi. Ok, sự việc này nó đã chấm dứt mà hiện tại nó đã chấm dứt rồi. Ok, mình đã kể, mình kể lại hồi tuần trước như vậy đó. Tuần trước á, khi mà tôi tới nhà cô ta đó, trời mưa suốt ngày luôn. Lúc mà tôi tới trời mưa 3 tiếng rồi, nó cũng chưa chấm dứt nữa. Ý, thay vì tiếng Việt mình dịch dài dòng như vậy, mình hiểu nó như vậy. Ok, anh chị hiểu rồi phải không? Bốn cái thì quá khứ, anh chị hiểu rồi phải không? Nói tóm lại, mình càng dùng cái thì mà nó complicated, nó rắc rối, thì cái sự việc nó rõ ràng hơn. Ok, Hoàng Engineer mới mới vào phải không? Don't make me repeat, please. I'm tired, I'm so hungry now. Biết mà, anh chị nào mới vô phạt đi. Ok, cho không hiểu luôn cho rồi đi. Ok, cho dốt luôn cho rồi đi, cái tội vô trễ. Ai biểu vô trễ ráng chịu. Đó là bốn thì quá khứ phải không? Nắm vững chưa? Bốn thì hiện tại thí dụ rồi, bốn thì quá khứ. Bây giờ qua tương lai, tương lai mình mới vừa học một thì đầu tiên là symbol future mà thôi. Thì tỉ mi cho các anh chị thí dụ luôn. Giờ qua tương lai nha. Tương lai thì mình có symbol future. Cho thí dụ nha. I will sing it for her. Trong cái câu nói đó các anh chị thường thường nuốt chữ, nhưng mà mình viết xuống mình phải viết cho nó đúng. Okay. Thường thường các anh chị thường nói là I will sing for her, phải không? Thật sự mình phải nói đúng văn phạm là mình phải nói I will sing it for her, nghĩa là tôi sẽ hát cái bài hát đó cho cô ta. Okay. Khi mà mình nói câu này có nghĩa là okay, có nghĩa là ồ, thấy cô ta ngồi buồn quá đi. Okay. She sits over there and looks so sad. So I will sing it for her. Hay là I will sing a song for her. Nghĩa là mình chỉ giọt miệng ra mình nói thôi. Okay. Mình thấy cô ta ngồi một mình lần đó, mình sẽ hát một bài hát cho cô ta vui. Right. Nghĩa là mình không có cái plan trước. Mình không có cái plan gì hết trơn đó. Mình thấy cô ta ngồi kia buồn bã, mình hát bài hát cho cô ta. Đấy. Cái symbol future nó có 3 cách. Cách thứ nhất là mình dùng chữ will trong trường hợp này. Cách thứ hai là mình sẽ dùng chữ mình sẽ dùng cái present continuous. I am singing for her soon. Okay. Dùng chữ soon cho nó dễ đi. Soon là rất là gần, chẳng bao lâu nữa. Trường hợp này nó là future nha, chứ không phải là hiện tại nha. Mình sẽ dịch là tôi sẽ hát cho cô ta. Chút xíu nữa tôi sẽ hát cho cô ta. Có nghĩa là có cái plan rồi. Mình có cái plan trong đầu rồi. Trong cái chương trình đó, nó sắp đặt mình sẽ hát kế đó hay gì đó. Okay. Hay là mình đã dự định trước khi tới cái buổi tiệc, mình đã nói với cô ta là mình sẽ hát cho cô ta nghe một bài hát. Okay. Rồi mình vô cái buổi tiệc mình nói với người bạn I'm singing for her soon. Nghĩa là tôi sẽ hát một bài hát cho cô ta một chút xíu nữa, mình nói với bạn mình như vậy. Okay. Anh chị hiểu rồi phải không? Đây là tương lai nha, chưa có xảy ra nhưng mà chắc chắn sẽ xảy ra. Có cái dự định rồi, có cái plan rồi. Okay. Rồi câu này I am going to sing
song đi, nói rõ ràng đi. For her. Ok, khi mà mình dùng cái be going to thì mình để tới thời điểm vô cũng được, không để vô cũng được, để vô gần cũng được, để thời điểm xa cũng được, không sao hết trơn. Nhưng ít nhất cho người ta biết mình có cái plan và mình có cái intention ở trong đó rồi. I'm going to sing a song for her soon, hay là I'm going to sing a song for her later, hay là I'm going to sing a song for her after three people. Nghĩa là tôi sẽ hát một bài hát cho cô ta sau ba người nữa. After three people singing, đại khái như vậy. Các anh chị hiểu cái be going to rồi phải không? Có nghĩa là be going to nó giống như là cái continuous ở cái điểm là có cái plan và có cái intention. Nhưng mà cái time đó thì có thể gần, có thể xa. Dùng cái continuous thì bắt buộc phải dùng cái thời điểm nó càng gần càng tốt. Còn dùng cái be going to thì không cần, hoặc là gần hoặc là xa không cần, nhưng mà ít nhất cho người ta biết mình nhất định mình làm chuyện đó và mình đã plan làm chuyện đó rồi. Okay. Đó là tất cả các thì mà mình học từ hiện tại cho tới tương lai, và tương lai mình chỉ mới học cái thì đầu tiên là simple future. Okay. Rồi các anh chị nắm vững chưa nè? Hả? Có ai còn thắc mắc gì nữa không? Tuần tới mình sẽ học cái thì thứ hai là thứ hai future, the second future tense là which is the future continuous. Okay. Tuần tới mình sẽ học cái thì thứ 10 là thì tương lai diễn tiến. Okay. Tương lai tiếp diễn hay tương lai diễn tiến gì đó. And that's it for today. I think we should dismiss now. And I'll see you next week. I mean tomorrow, phải không? Tomorrow còn học nữa mà, phải không? Tuần tới mình sẽ học cái thì thứ 10 là thì future continuous. Okay? Còn mà ngày mai mình học trở lại basic English. Okay? And I'll see you tomorrow then. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khám mỗi ngày mà đem bình an vui vẻ. And cho Timmy gửi lại cái mic cho các ớt nha.